để mình chế thôi. Chế vừa phải nha các bạn, chế xong mình nhắn nhắn cho nó nước cồn nó xuống á. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa một cái bàn phím cơ mà mình hay nhấn một số phím thì nó bị double chữ lên đó. Bàn phím mình hiện tại nó đang double rất là nhiều chữ. Nhưng hiện tại nó đang double một chữ phím chữ A này. Mình đã tháo ra như vậy. Mình dùng đây là mình kẹp lên cái này, mình rút lên. Mình khi mình mua bàn phím nó sẽ có kèm theo mình cho mình cái này. Để mình rút mình thầy để mình test cho các bạn xem cách nó double như thế nào nha. Bây giờ bạn mở một cái file Excel hoặc là file Word nào lên, nó bảo bạn nhấn liên tục hai phím này phím nọ thì xem nó có bị double như thế nào nha. Để mình nhấn cho bạn không coi, hiện tại nó đang bị double. Bây giờ mình nhấn phím A với một phím bất kỳ nha. Đó, thấy là double cho A lên chưa? Đây hai một bên này này, chà nó double lên nè, nó một lần hai chữ lên rất là khó chịu luôn. Đó, cái chữ này nó bị nhấn lên luôn này không. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bạn dùng cái chai 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 cồn nào cũng được, chai cồn này cũng được, hoặc là chai cồn chín mươi độ, chai cồn nào mình dễ bay hơi á, dễ bay hơi bằng 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 bật rút ra xong xong bằng bằng hút cái chân hút ít cồn bằng bằng dùng cái áo xịt hay cái gì cũng được, và hút bằng chế một ít chất cồn vô cái này. Nguyên nhân của nó bị double là quá trình mình dùng thời gian lâu quá nên hai tiếp điểm điện của hai cái circuit trong trong hai cái tiếp điện trong cái nút nhấn này nó bị oxy hóa, nên khi mình dùng tiếp điểm điện là nó sẽ bị oxy hóa điện lúc đó. Nếu mà là bàn phím bình thường là thường nó dễ dễ hơn lắm, còn bàn phím xịn xịn thì lâu. Bàn phím mình này nó cũng cũng bình thường cho không có xịn lắm, nên dùng một hai tháng hay là bốn nửa năm là nó sẽ bị tiết điểm, nó tiếp xúc kém á, là nó mình nhắn đôi lúc mà nó không, nó chập chờn, nó không tiếp, nó không ăn nhau á, nó không tiếp xúc được hai cái tiết điểm lại nhau là sẽ gây ra cái hiện tượng đó. Nên mình dùng cồn mình hút ít nước cồn vô vô cái nào cũng được. Mình dùng cái này mình chế vô vô đây, cái loại cồn mình dễ bay hơi nha các bạn. Cái loại mà loại không bay hơi là nó sẽ bị chập mạch á, nên bạn dùng loại dễ bay hơi á bằng bằng chế này, nên bằng giấy xong bằng nhắn 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 trong vài lần á, sau nó sẽ cồn nó sẽ tẩy cái tiết điểm đi, oxy hóa tiết điểm đi là nó sẽ được. Đó, bằng bằng nhỏ vô, bằng nhắn 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 nhiều lần vô, nhưng giờ cái tiết chỗ này nó có cái tiết điểm này các bạn, không có tiếp điểm đồng đây này, bạn chơi là nó có hai tiếp điểm nó chạm nhau, thì mình nhấn xuống đó. Nhấn xuống như thế này là nó sẽ tiếp xúc nhau, nó sẽ ra tín hiệu là nó ra tín hiệu là nó sẽ ra một cái chữ, nên cái tiếp điểm nó trong thời gian dùng lâu quá nên nên nó bị tiếp xúc nhiều, nó không tiếp xúc nữa, nó tạo một lỗ oxy hóa nên nên nó khó tiếp xúc nhau, nên đôi lúc mình nhấn ăn không ăn thì nó double chữ lên. À, mình chế vô mình nhấn nhiều 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 để mình chế thôi. Chế vừa phải nha các bạn, chế xong mình nhấn nhấn cho nó nước cồn nó xuống á. Nó xuống xong nó tẩy cái chất oxy hóa đi. Đó. Mình định tháo ra mình sửa nhưng mà thấy nó mất công nên mình dùng cái đây. Mình nhấn 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 nhiều nhiều lần luôn. Mình đọc bằng các bạn đừng sợ nó bị gì. Bởi vì chắc cồn nước cồn nó có chắc có thể oxy hóa rất là nhanh, với lại nó bay hơi nhanh nữa, nên các bạn yên tâm nó không có bám này hoặc là nó chậm đậm nước này đâu. Rồi chắc là ok rồi đó các bạn, này các bạn thấy không, một lúc sau là nó sẽ bay hơi hết liền, bay hơi nhanh lắm các bạn. Rồi bây giờ mình test thử một cái phím này với một quả cực kiếm bất kỳ nữa thử nha. Giờ mình xóa cái từ này. Em mình nãy giờ mình đang test á, mình nhắn thử nó đúng bộ không nhỉ, nhắn nhẹ nhắn mạnh thử. Giờ mình nhắn phím L với một phím này nha. Mình đang nhắn chậm nè,
ăn nhanh này. Hết rồi các bạn, rất là đơn giản luôn. Ăn nhanh chậm, ăn nhanh, hết rồi. Đó. Đó. Rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ ấn cái này vô. Tắt tiếp. Giờ mình sẽ test test lại nha các bạn. Hết rồi thôi các bạn. Mình nhắn nó buồn, đôi lúc mình nhắn chữ nhanh nó chạy mà rất là khó chịu luôn nha. Mình nhắn chữ A ra chữ Á rồi bực bực mình lắm. Đó, hết rồi đó. Rất là đơn giản. Ban đầu mình định mua cái ban đầu mình định định mua cái switch như này mình thay vô này. Cái thay như này nhưng mà thay vô với lại tốn tiền. Nhưng mà mình thay hết tất cả các bàn phím ở đây chắc chết luôn. Nên bây giờ mình chỉ cần mở cái mình giật ra một số mình dùng cái này mình giật ra một cái là mình chế cồn vô là nhắn ngắn là ok luôn. Bàn phím này bàn phím mình nó kèm theo cho mình đây là bàn phím rồi cú xịn là xịn xịn đây. Nhắn cách 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 đây. Còn cái loại đây nhắn nó không kịp cách cách đâu các bạn. Nên mình thay vô nó không có được. Mà trên mình thấy trên mạng nó bán một cái như vậy là 3.000 mấy 4.000 á. Mình mua mình thấy hết cho các bàn phím này cũng tốn tiền lắm á. Nên các bạn cứ thay giống mình đi, cứ mở cái nào mà bị đâm bùa nó bị nhân đôi cái chữ lên đó, các bạn mở ra rồi bạn bằng lấy cuộn chế vô cái vị trí gần gần chỗ phím cái phím đồng á. Bởi vì chỗ chỗ này nè. Này nó có cái phím đồng này các bạn. Này nó có cái phím đồng này đó. Bằng các bạn bữa ra bằng chế cái cồn gần vị trí đây nè. Nó sẽ lan hết ra xong bạn bằng nhắn 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 vài cái nữa. Nhắn 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 vài cái là nó sẽ nước cồn sẽ chảy xuống đây là nó tiếp xúc nó tẩy rửa hết chất oxy hóa trong hai phím đồng này đi. Là một 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 lúc lúc là nó sẽ ok lại. Cái nước cồn nó tẩy hay đó nha các bạn, nó tẩy là mình dùng 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 lâu lắm mình sửa âm ly đồ mấy cái nút nhắn của âm ly đồ đó nó cũng bị oxy hóa mình chế vô là nó hết lắm. Còn cái này mình cũng vậy đó, mình cũng chế vô mình nhắn 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 vài cái nó sẽ thay oxy hóa đi. Oxy hóa này là nó sẽ tiếp xúc lại bình thường ngon lành. Là bằng đầu tiên mình định định mua cái bàn phím khác hoặc là mua cái nút khác nhưng mà nghĩ qua nghĩ lại mình mua mình thay hết cho hết một đống phím như vậy thì không biết bao nhiêu tiền chắc bằng số lượng tiền mình mua cái mới luôn á. Nên mình chế vô đây là rất là tiện lợi và nhanh nữa. Đó. Chúc các bạn thành công nha.